Trời ơi mấy bạn ơi, dạo gần đây á có rất là nhiều bạn fan trên kênh của mình, khi mà xem video của mình á không hề gọi là xem hết quảng cáo, cũng không hề gọi là bấm vào quảng cáo, cho nên á là dạo gần đây á mình không có đồng nào để ăn mì gói hết bạn ơi, đói bụng gì đâu luôn á trời. Bởi vậy cho nên á là các bạn khi mà xem video á hãy nhớ là bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nha, chứ không thôi mình lấy đồ ăn của ca mình ăn luôn á bạn ơi. Ok, đói bụng quá, không biết giờ có gì ăn không ta. Để vòng vòng đi coi có gì ăn không nha. Mọi người ơi, mình đang thấy có Sammy với lại Timmy với lại anh Dịch đang ở bên một cái quán ăn kìa các bạn ơi. Hình như là mọi người đang ăn sáng hay sao á. Ôi, ăn sáng mà không chịu rủ mình gì hết trơn, bạn bè anh em gì đâu mà đi ăn mà không rủ mình. Mà ha, đúng rồi, tính ra mình cũng đâu còn đồng nào đâu, người ta rủ mình là người ta phải bao mình sao. Trời ơi, đúng rồi. Hay là bây giờ mình bỏ hết liêm sỉ, mình chạy qua mình xin ăn ké đi. Trời ơi, hợp lý được á. Để mình qua mình ăn ké mới được. Timmy ơi. Ủa, hai người đang ăn gì hả? Ui, bò bít tết. Ngon quá vợ, cho xin miếng đi. Đây là đồ ăn sáng hai tụi tôi tự nhiên dành ăn là sao vậy bạn? Bạn tự mua đi chứ, đúng không? Không cho thì thôi, làm gì mà ghê quá vậy? Ủa? Ủa mà anh Dịch, tại sao mà Timmy với Sammy đang ăn bên đây, anh không qua đây ngồi ăn chung mà anh qua đó anh ngồi một mình nhìn buồn bã vậy? Gì? Hả? Gì? Sao anh ngồi ăn mình nhìn buồn bã cô đơn vậy anh? Trời ơi, rồi ăn gì một mình cô đơn, ăn một mình vui muốn chết luôn á. Trời ơi trời, thôi qua bên kia ngồi ăn chung với mọi người cho vui, anh ngồi đây một mình y như tự kỷ vậy. Trời không đâu mà qua, trời ơi, em nghĩ sao đi à, con ngu gì qua ngồi ăn với hai đứa đó, không tí nữa mình bây giờ hai đứa con gái mình thằng con trai mình lên mình tính tình ba mình trả tiền hết à? Đúng rồi ha, mình là con trai cho nên là mình phải ga lăng, mình phải trả tiền giùm cho con gái. Mà gặp được Timmy nữa chứ, Timmy là nó ăn hết cái quán luôn chứ phải ăn là một món đâu, đúng không Dịch? Trời ơi. Thôi bỏ đi, dẹp đi. Qua bên kia ngồi chúng mọi người chơi cho vui anh. Anh ngồi đây một mình em thấy buồn quá. Trời ơi, tự nhiên bắt người ta qua giờ, người ta thời buổi dùng 2021 rồi nhìn cầm iPhone 69 à. Cái đầu không? Anh đang xài cái iPhone gì vậy? Cái mặt anh vậy? Cái iPhone gì mà xài iPhone 69 này mà tự nhiên bắt anh ngồi cùng bàn một cái người là dân thường sao được? Người ta là mới ra iPhone 11 thôi mà anh Dịch có iPhone 69 luôn. Như là bữa ông cái iPhone này chắc nặng lắm phải không anh? Trời ơi, anh đẳng cấp mà thôi. Không biết ngồi kìa. Vô ngồi đi, vô ngồi. Ok. Ủa mà từ nãy giờ mọi người gọi là ngồi ăn không hả? Có nói chuyện gì vui vui không? Có chuyện gì vui không? Kể tôi nghe chứ coi. Đây, tôi với Sam đang ngồi ăn bàn cái vụ này kinh dị lắm nè. Hai ông ngồi xuống rồi tôi kể cho nghe. Ok, à, chuyện gì? Thì mấy ông có nghe tới một cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây không? Tên là Jonathan Ricardo. Jonathan Ricardo là con gì? Cái gì vậy? Anh biết rồi, biết rồi. Thôi, cái con đấy là cái con mà mặc quần thịt mà in lá cờ mới đứng nhảy, biết rồi. Không phải đâu, đó là một cái con chuột kinh dị. Nhưng mà con đó đâu có thật đâu mà Timmy nói gì nghe ghê quá à. Không, con nó có thật, tôi tin nó có thật, Sam tin không Sam? Tôi cũng tin có thật đó, con là nhìn đáng sợ, chắc chắn nó sẽ có thật. Dịch tin không Dịch? Trời tin nào được, con vô thằng xuống đây cầm cái iPhone 6 thì nó tặng tôi cái mặt nó cái phạt nè. Thôi dẹp đi anh, dẹp cái iPhone của anh đi, trời ơi, khoe iPhone hoài. Mấy ông chưa biết cái vụ gì hết hả? Sao? Là trên mạng á, đồn âm luôn kìa, người ta gọi là lập đàn cầu tế, kêu là triệu hồi nó ra luôn á. Cái gì? Thằng xe cung vậy? What the hell? Triệu hồi Jonathan. What the hell, con Jonathan này là một gọi là sao ta, một cái con nhân vật gọi là đang rất là hot trên Facebook chứ đâu phải là ma quỷ gì đâu mà triệu hồi. Trời ơi trời, mọi người trong Hero Team mê tính quá anh em ơi, trời ơi trời. Thôi được rồi, bây giờ nè, để chứng minh rằng cái con này không có thật thì bây giờ mọi người có dám gọi là làm một cái lễ triệu hồi nói chung với tôi không, để coi nó có thật hay không, dám không? Dám không? Nếu nó có thật rồi nó giết tụi mình rồi sao? Tào lao ơi. Bà yên tâm đi, mỗi lần mà con đó mà xuất hiện ha là anh Dịch ảnh móc cây iPhone 69 ra anh tán nó là rụng răng luôn. Ok. Rồi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ cùng với Timmy, cùng với Sammy và cùng với anh Vịt, bọn mình sẽ cùng nhau lập thử một cái đền gọi là không, một cái gì ta gọi cái gì? Một cái lễ gọi là triệu hồi thử con Jonathan này để coi nó có thật không nha anh em. Cái gì đâu mà gì triệu hồi gì nghe gọi là thấy là xàm xí rồi. Ok, nhưng mà thôi để mình chứng minh là nó không có thật, mình sẽ thử triệu hồi anh em. Ok, let's go, đi thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đã tập hợp ở một cái bãi đất trống và ngay bây giờ
bọn mình sẽ cùng với các bạn fan, chúng ta sẽ cùng nhau thử gọi là làm một cái lễ triệu hồi thử con Jonathan này nha mấy bạn. Ok, rồi để mình xem thử nha. Rồi ok, bây giờ nè, mình sẽ gọi là hướng dẫn cho mọi người trong team cách để triệu hồi nè. Mà làm một cái lễ triệu hồi rất là đơn giản thôi. Đầu tiên, chúng ta cần đào xuống ở đây một cái hình dấu cộng. Đó, đào cái đất này ra nè, sau lấy block màu đỏ đặt xuống đây. Hiểu không? Đó, để xuống đây. Đó, là chúng ta sẽ có một hình dấu cộng. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng bằng cái loại dây điện đỏ nè. Chúng ta sẽ gọi là thắp nó lên. Đó, và đặt cho nó cao lên thành hình một cái chuồng. Mọi người hiểu không? Để chúng ta giam cầm cái con quái vật đó lại. Lỡ là chúng ta triệu hồi ra một con quái vật gì đó là nó tấn công chúng ta sao, đúng không? Cho nên là mình sẽ phải gọi là làm cái này để giam cầm nó lại, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái đầu mà chúng ta để vào trong đây. Đó, ok. Chúng ta sẽ để một cái đầu vào trong đây. Rồi sau đó, tiếp theo mọi người biết là gì không? Chúng ta sẽ đào hai bên này ra. Đào hai bên này ra, đó, đào chỗ này ra, đào ra. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đào cho bên nó bốn cái lỗ ở xung quanh đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái quả cầu lửa ở đây. Đây chính là quả cầu lửa có thể triệu hồi ra dung nham. Bùm. Đó, thấy không? Một cái quả cầu lửa triệu hồi ra dung nham mà cái này em mới mua được ở bên Trung Quốc đó. Hấp dẫn không? Hàng xịn nha, hàng xịn nha. Ok. Chọi xuống đây nè. Đó, ok. Chọi xuống đây nè. Đó, thắp lửa lên cái là nó biến thành dung nham. Chọi xuống nè. Đó, chọi vô nè. Ok. Rồi. Rồi, ok, bây giờ là coi như chúng ta đã làm xong gọi là cái đồ để triệu hồi được cái con Jonathan này nè. Bây giờ còn thiếu một thứ nữa thôi, đó chính là trời tối. Đó, bây giờ anh Dịch có thể nào giúp cho em lấy một cái pháo hoa trời tối bắn lên cho trời tối được không anh? À, rồi ok, rồi bây giờ anh sẽ làm cho trời tối nè. Ok. Rồi, ok, bây giờ là trời tối luôn nè anh em ơi, đó thấy chưa? Bây giờ hiện tại là đang là 3 giờ sáng ở trong làng Hero Team các bạn ơi. Ok, rồi, anh em đã sẵn sàng triệu hồi con gọi là Jonathan chưa? Trời, cái tên nó khó đọc quá, mọi người chị sẵn sàng chưa? Ok rồi, chuẩn bị nha. Thôi sao ơi, đừng có khóc nữa mà, khóc hoài. Rồi, ok, bắt đầu nha. Umbalasibu, Jonathan hiện ra. Triệu hồi Jonathan. Ủa trời ơi mọi người ơi, em kêu triệu hồi con Jonathan cái tiếng xuất hiện đó, con gì nè? Ủa phải con này không? Con Jonathan, trời ơi nhìn nó chứ có lắm đâu, trong cái này đâu, con này chạy tao cầm iPhone tao đập mày chết à. Ủa Timmy phải con này không? Nó đó chứ, rồi màu tím bộ quần áo này y chang luôn là nó đó, nó có thiệt. Wow. Ui trời ơi mấy bạn ơi, tính ra là mình quay nhiều video về con này lắm rồi mà bây giờ mình mới thấy con này, giờ nhìn kỹ mình thấy nó sống chai quá. Người á. Mọi người ơi, nó đang cười kìa mọi người ơi. Mèo 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 mèo, con mèo biết đi gì hai chân ta mèo 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 mèo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa mọi người ơi, hình như là con Jonathan này là fan của Trần Đức Bo nè. Chắc là. Cái gì vậy? Sao nhìn anh áo xanh nhìn đẹp trai quá vợ, trời nhìn cái kính là kính cận rồi, nhìn cô ta nhá sợ. Ôi anh áo vàng nhìn cơ bắp quá. Ôi cho sờ mũi tí ơi, sờ mũi tí không. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi cứu em vậy ơi, cứu em trời ơi. Mấy bạn ơi, cái con anh đẹp trai bây giờ mình biết đẹp trai quá anh áo xanh ơi. Trời ơi bây giờ mình biết con Jonathan nó bị BD các bạn ơi, con này nó bị BD. Ủa mình nghe nói con này nó ghê lắm. Mày đi mày cứu cứu trang mày tin tao chứ mày Dịch ơi, bảo vệ em, Dịch ơi, bảo vệ em. Anh móc súng nó bắn nó đi anh, giết nó đi anh. Làm sao mà giết được, trời ơi. Chơi đẹp. Ủa mà khoan Dịch ơi. Dịch ơi, hình như là em nghe cái tiếng của con này nghe quen quen anh ơi. Trời ơi, nghe quen quen gì giờ chỉ trọng kỳ thức bo trời. Trời nhảy được mèo 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 quá mèo. Trời ơi, không nhưng mà em nghe cái giọng của con này nghe quen lắm. Ê, mày thử méo mày méo mèo mèo lại coi. Mèo 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 mèo. Ê Dịch ơi, hình như cái giọng này em nghe ở đâu rồi anh ơi? Nghe một cái quen ta, ta lần đầu ta tới đây mà mấy anh chơi đẹp nói gì vậy? Để xem coi. Ê anh ơi, tính ra là bọn mình quên ẩn tên, em thấy cái tên, Kairon kìa. Kairon hả? Không, Kairon sao mà đẹp trai này được? Ha, tính ra Kairon còn xấu hơn con này nữa mà. Ê nhưng mà, em nghi lắm nha, nhiều khi là do Kairon cải trang xong Kairon cho nên em mệnh anh. Đâu để em thử coi. Thằng này láo thiệt. Đứng lại mày. Kairon hả? Đẹp làm gì vậy? Chết em. Mày chạy đâu, mày chạy. Mày chạy. Mày đứng lại. Trời ơi mấy bạn ơi, mệt ghê luôn á. Thì ra là gọi là hóa ra cái con Jonathan từ nãy giờ là Kairon hù bọn mình đó bạn ơi. Trời ơi là trời, ông Kairon này ông rảnh quá ha.
đã sợ ma còn gặp mấy đồng đội còn chơi cái trò kiểu vậy nữa chứ. Trời ơi bạn ơi, thấy chưa, mình đã nói rồi, Jonathan làm gì mà có thật vậy mà mấy ông cứ đồn ầm lên. Thôi tôi mệt quá, tôi kết thúc video tại đây đi, tôi mệt quá. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và anh em cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Timmy, anh Mr. Dịch cùng với Kyron đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Trời ơi, trời, cái gì đâu mà bày trò lum la xàm xí gì đâu á. Ok, bye bye mọi người nha. Và anh em cũng đừng quên á là hãy gọi là khi xem video mà có hiện là quảng cáo, hãy nhớ bấm vào quảng cáo hoặc là xem hết quảng cáo để ủng hộ cho mình, để mình có thêm thu nhập để mình nuôi bé Cam nha anh em. Ok ok, bye bye, yêu anh em. Phải rồi, tạm biệt. Tôi nghỉ đây, tôi về tôi ngủ đây, tào lao quá.